biến đổi khí hậu, dân số gia tăng, dịch bệnh mới nổi, nguồn cung lương thực thực phẩm toàn cầu đầy bấp bênh. Là cơ quan hợp tác quốc tế về nghiên cứu nông nghiệp, 30 năm qua, tổ chức CIRAD tại Việt Nam không ngừng nỗ lực xây dựng một nền nông nghiệp minh bạch, trách nhiệm và bền vững. Hơn 65% dân số của Việt Nam sống ở khu vực nông thôn. Các sản phẩm của nền nông nghiệp Việt Nam không chỉ đảm bảo an ninh lương thực trong nước mà còn được xuất khẩu đến hơn 150 quốc gia và vùng lãnh thổ trên thế giới. Tuy nhiên, thách thức lớn nhất mà hoạt động sản xuất nông nghiệp ở nước ta đang phải đối mặt đó là biến đổi khí hậu. 30 năm qua, CIRAD Việt Nam đã phối hợp chặt chẽ với Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn cùng các đơn vị trực thuộc và chính quyền địa phương cùng những người dân thực hiện rất nhiều dự án để ứng phó với biến đổi khí hậu. Anh Bùn ở huyện Mai Sơn, tỉnh Sơn La là một trong số hàng chục nông dân đang được tham gia vào dự án ASSET, dự án chuyển đổi nông nghiệp sinh thái và hệ thống thực phẩm an toàn ở Đông Nam Á mà CIRAD tham gia với vai trò điều phối khoa học. Hai năm nay, anh Bùn và các hộ dân trong bản được chuyên gia đến tận nơi để hướng dẫn về các hoạt động canh tác bền vững, trong đó có việc tạo các đường đồng mức và trồng cỏ làm thức ăn gia súc. Chương trình dự án đã cấp cho nhất là giống cỏ và trực tiếp hướng dẫn quy trình kỹ thuật, và cho đến bây giờ cỏ rất tốt luôn. Từ khi trồng cho đến bây giờ cũng cắt cỏ hơn chục lứa rồi, mỗi lần cắt thì cũng hơn chục tấn. Chúng tôi tập trung vào cái việc mà đa dạng hóa các cái hệ thống cây trồng bằng các loại cây trồng sen, ví dụ như cây họ Đậu, thì nó giúp cho các cái hệ thống cây trồng này nó trở nên đa dạng hơn, đất được che phủ tốt hơn, hạn chế xói mòn. Và như chúng ta biết thì là cái cây họ Đậu nó có khả năng cải tạo đất, đồng thời nó cũng làm giảm cái công làm cỏ. Từ đó thì nó giúp cho cái cây trồng phát triển bền vững hơn, thu nhập của người dân nó cũng được đảm bảo hơn. Từ 16 hộ ban đầu, đến nay đã có gần 30 hộ tham gia. Không chỉ hỗ trợ giống cỏ, các giống cây họ Đậu, cây ăn quả để trồng che bóng cho vườn cà phê, người dân còn được hỗ trợ máy cắt cỏ và hướng dẫn các kỹ thuật về ủ chua thức ăn thô xanh cho gia súc, giúp đàn vật nuôi khỏe mạnh hơn và phát triển tốt hơn. Có mặt tại Việt Nam từ những năm 1990, CIRAD tập trung vào các hoạt động nghiên cứu và đào tạo ở nhiều lĩnh vực khác nhau tại Việt Nam, gồm khoa học sự sống và trái đất, khoa học kinh tế xã hội, các ngành khoa học ứng dụng trong nông nghiệp. Từ năm 2002, CIRAD đã ưu tiên thành lập các nhóm nghiên cứu khoa học kỹ thuật, các mạng lưới hợp tác khu vực tại Việt Nam theo 6 chủ đề chính gồm đa dạng sinh học, chuyển đổi hệ thống thực phẩm an toàn, nghiên cứu vùng và lãnh thổ, nông nghiệp sinh thái, biến đổi khí hậu, nghiên cứu sức khỏe động thực vật, hệ sinh thái và mối liên quan tới sức khỏe con người. Les activités, les projets de recherche, la formation sont financés par un certain nombre de bailleurs de fonds au Vietnam. En particulier l'Agence française de développement qui apporte un soutien important aux travaux du CIRAD, également l'ambassade de France et ses différents services. Il y a également des projets financés par l'Union européenne, par la Commission européenne, et enfin des projets qui sont financés par d'autres types de bailleurs. CIRAD đã góp phần nâng cao năng lực sản xuất của Việt Nam, cùng lúc góp phần chuyển đổi hệ thống nông nghiệp Việt Nam sang nông nghiệp sinh thái và hệ thống thực phẩm an toàn, ít phụ thuộc vào phân bón hóa học và thuốc bảo vệ thực vật, dựa trên các phương thức trồng trọt, tôn trọng môi trường và xã hội. Để thực hiện những nhiệm vụ này, CIRAD đã cử gần 20 chuyên gia cấp cao cùng làm việc với các đồng nghiệp tại Việt Nam, tại các đơn vị nghiên cứu và các trường đại học. Moi, j'ai une expérience de collaboration avec le Vietnam depuis une dizaine d'années, et je suis maintenant basé à Cantu, dans le delta du Mekong depuis plus de deux ans, et je suis accueilli par l'université de Cantu. On est face à des enjeux très importants de changement climatique, d'érosion de la biodiversité, de la santé animale. Et donc on a développé une collaboration qui est centrée sur l'agroécologie. Thì đấy là những cái tiếp cận mà chúng tôi đã thông qua hợp tác thì chúng tôi đã học được, và cũng nhờ trên chia sẻ kinh nghiệm như vậy thì chúng tôi đã đầu tư vào nghiên cứu từ rất sớm, và cho đến hiện nay thì tất cả những cái nội dung và như vậy thì nó đã được thể hiện thành một cái nhu cầu rất là cấp thiết của sản xuất. Song song với việc hỗ trợ các cơ quan, tổ chức tại Việt Nam nghiên cứu, đào tạo nguồn nhân lực và thúc đẩy sản xuất nông nghiệp tại chỗ, CIRAD cũng đã góp phần kết nối, đưa nông nghiệp Việt Nam
trở thành mắt xích quan trọng trong mạng lưới nông nghiệp ở cấp khu vực và châu lục. Alors la France et le Vietnam ont une coopération très 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 forte en matière agricole et dans le dans tout ce qui touche en fait l'évolution des systèmes agricoles. Que ce soit à la fois pour aller vers des pratiques plus durables et je vais citer l'agroécologie. Hơn 3 thập kỷ hiện diện tại Việt Nam, khoảng 30 triệu nông dân đã được hưởng lợi thông qua hàng trăm dự án, nghiên cứu và phát triển nông nghiệp mà SIRAD triển khai, trong nỗ lực xây dựng một nền nông nghiệp minh bạch, trách nhiệm, bền vững.